Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin thể thao sáng ngày 12 tháng 4. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những thông tin chính. Quan Văn Chuẩn hoàn thành xong án phạt, được đá trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á. Quách Công Lịch tái đấu đàn em từng hạ bệ mình ở giải Điền Kinh Cúp Tốc Độ 2024. Barcelona tổn thất lớn trước cuộc tái đấu PSG. Alonso tiết lộ lý do từ chối Liverpool. Địa chấn tại Europa League. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo rằng Quan Văn Chuẩn đã được xác nhận có đủ điều kiện ra sân trong trận ra quân của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ban đầu có thông tin cho rằng Chuẩn sẽ bị treo giỏ 2 trận vì thẻ đỏ nhận ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, nhưng án phạt này được tính vào vòng loại U23 châu Á 2024. Đó là giải đấu mà Văn Chuẩn không góp mặt. Việc anh bị treo giò 2 trận là lý do huấn luyện viên Chu Diê không điền tên anh vào danh sách thi đấu vòng loại. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đăng ký sơ bộ 4 thủ môn là Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Việt, Trần Trung Kiên và Đoàn Huy Hoàng. Theo danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự giải do AFC công bố, thủ môn Đoàn Huy Hoàng bị loại. Tuy nhiên, đây không phải là danh sách cuối. Ngày 16 tháng 4, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chốt danh sách chính thức dự giải. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch tại vòng chung kết bằng trận đấu với U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Tuyển thủ quốc gia kỳ cựu Quách Công Lịch, người giữ kỷ lục quốc gia và thống trị đường chạy 400m rào Nam Việt Nam trong nhiều năm, sẽ tái đấu với đối thủ từng bất ngờ vượt qua anh ở giải vô địch quốc gia năm ngoái. Ngày 12 tháng 4 năm 2024, giải Điền Kinh Cúp Tốc Độ Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ khai mạc tại sân Trung tâm Thể thao Văn hóa quận 8. Giải quy tụ hơn 500 vận động viên của 40 đơn vị thi đấu ở hai hệ tuyển và hệ trẻ. Ở nội dung 400m rào nam, sự cạnh tranh giữa Quách Công Lịch Thanh Hóa và Nguyễn Đức Sơn Hà Nội hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Trong 4 năm gần đây, Công Lịch thống trị nội dung này, nhưng Đức Sơn đã bất ngờ đánh bại anh tại giải vô địch quốc gia 2023. Mặc dù Công Lịch vẫn giữ vị thế của mình, nhưng sự tiến bộ của Đức Sơn khiến cuộc đối đầu này trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Cuộc so tài giữa Công Lịch và Đức Sơn tại Cúp Tốc Độ Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ diễn ra sau lễ khai mạc 2 ngày vào 7h30 sáng ngày 14 tháng 4 năm 2024. Barcelona gặp tổn thất lực lượng đáng kể trong trận tứ kết lượt về Champions League với PSG khi phải thiếu vắng hai tiền vệ Christensen và Sergi Roberto. Ở trận đấu lượt đi tại Paris, Barcelona giành chiến thắng 3-2 với 2 bàn thắng của Rafinha và 1 bàn của Christensen. Tuy nhiên, cả Sergi Roberto và Christensen đã nhận thẻ vàng trong trận đấu này. Và với thẻ phạt trước đó, họ đã nhận tổng cộng 3 thẻ vàng ở Champions League mùa này. Do đó, cả Sergi Roberto và Christensen bị treo giò một trận, bao gồm trận lượt về với PSG vào ngày 17 tháng 4. Mất mát của Sergi Roberto và Christensen là đáng kể đối với Barcelona, đặc biệt là khi Sergi Roberto đã thi đấu ổn định ở những trận đấu lớn gần đây và Christensen đã thể hiện sự đa năng trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Huấn luyện viên Xabi Alonso đã giải thích lý do từ chối quay lại Liverpool để thay thế Jürgen Klopp và quyết định tiếp tục ở lại Bayern Leverkusen trong mùa giải tới. Huấn luyện viên của Leverkusen nêu rõ, có nhiều lý do khiến tôi quyết định gia nhập một đội bóng. Sau một năm ở Bayern Leverkusen, chúng tôi đang xây dựng một đội bóng và tạo nên một tinh thần đồng đội tuyệt vời ở đây. Hiện tại, Leverkusen vẫn đang phát triển tốt và chắc chắn rằng tôi muốn tiếp tục hành trình này cùng đội. Tôi cảm thấy mình là một phần của dự án này. Sau một năm gắn bó, tôi cảm thấy không phải là lúc thích hợp để rời bỏ. Đó là lý do tại sao tôi cam kết với tương lai của đội bóng. Tuy vậy, huấn luyện viên Xabi Alonso vẫn không loại trừ khả năng sang làm việc ở ngoại hạng Anh. Không ai có thể biết trước được tương lai. Hiện tại, tôi có đủ thời gian để suy nghĩ. Tôi vẫn là một huấn luyện viên trẻ và chắc chắn làm việc ở ngoại hạng Anh sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Liverpool thất bại 0-3 trước Atalanta tại Anfield trong trận tứ kết lượt đi Europa League. Gianluca Scamacca của Atalanta đã ghi 2 bàn thắng đầu tiên. Sau khi bị dẫn bàn, Liverpool không thể tìm được bàn gỡ và phải nhận thêm một bàn thua sau sai lầm của Dominik Szoboszlai. Đây là trận thua đầu tiên của Liverpool tại Anfield sau hơn một năm. Dù để thua Atalanta, cổ động viên Liverpool vẫn nuôi hy vọng. Ở Champions League 2018-2019, họ từng làm nên điều kỳ diệu sau khi để thua Barca 0-3 ở lượt đi. Ở trận đấu còn lại, Bayern Leverkusen của huấn luyện viên Alonso đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước West Ham, đồng nghĩa với việc cánh cửa đi tiếp đã trở nên khá nhẹ nhàng với đội bóng nước Đức. Và đây cũng là những thông tin đáng chú ý của bản tin thể thao tổng hợp sáng nay 12 tháng 4. Các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube Báo Thanh Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại!